Hôm nay mời các bạn đến với chuyên mục truyền cảm hứng để cùng tác giả Trang PS chậm lại một chút để nghĩ về tuổi trẻ bận rộn trong mỗi chúng ta. Các bạn hãy ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Với những người chỉ coi việc theo đuổi nghệ thuật là sở thích, thì không phải cứ có thời gian rảnh là họ có thể ngồi làm việc để tạo ra tác phẩm của mình. Nhưng với những con người mà nghệ thuật là cả một đam mê, họ sẽ nghiêm túc theo đuổi nó. Và cái quỹ thời gian rảnh rỗi là thứ gì đó quá là xa xỉ với những người như thế này. Có một dạo, tôi có cơ hội được trò chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng Timothy Linh Bùi. Anh bảo rằng để một bộ phim ra đời, có khi cả ekip, đoàn làm phim phải quay trong nhiều năm, 3-4 năm hay thậm chí là 10 năm. Những gì bạn thấy ở trên màn ảnh rộng chỉ có vẻn vẹn trong 1 tiếng 45 phút ấy phải quay ròng rã suốt hơn 1 năm trời. Và tôi thấy sự bận rộn của họ là hoàn toàn có thể hình dung được vì nó được đong đếm chính xác bằng thời gian mà họ dốc tâm lực vào. Một kịch bản phải trau dồi con chữ, thậm chí biên kịch phải giam mình trong phòng suốt hàng tháng trời. Đoạn nào chưa ổn thì phải cắt, đoạn nào chưa ăn ý tâm lý của nhân vật thì phải nát óc nghĩ ra cách diễn đạt mới để cho câu văn không gượng ép khoa trương. Tôi từng túc trực trông coi đoàn làm phim Chàng Vợ Của Em, và những ngày tháng ấy tôi đã bị gọi dậy vào lúc 2 giờ sáng. Lúc ấy tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh người ta dàn dựng bối cảnh mới, cắt ghép, xê dịch bàn ghế, dán tên biển hiệu công ty, ekip đoàn làm phim. Trông hoành tráng lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ một bộ phim lại có nhiều người đến như vậy. Tôi cũng thấy cảnh cả ekip ăn uống tại ban công nhỏ, kể cả diễn viên nổi tiếng xuất hiện lấp lánh, cool ngầu trên màn ảnh. Họ cũng ăn, cũng sinh hoạt như bao người khác. Rồi tôi nhận ra rằng, làm diễn viên khổ thật đấy. Khi mình đi ngủ từ lúc 11 giờ đêm, họ vẫn phải mở căng mắt đến tận 3 giờ sáng để quay nốt cảnh cuối cùng. Tất cả những gì mà tôi thấy ở trong phim thật sự rất là khác với cảnh mà họ diễn ở ngoài đời. Làm phim ở Việt Nam cực lắm. Có những đoàn phải làm 18 tiếng một ngày, Timothy Linh Bùi kể lại. Rồi tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại suốt thời gian qua, có ngày nào mà tôi thực sự bận không? Bất ngờ thay, tôi nhận ra rằng hình như là chưa có ngày nào. Ta thân bận khi ta đơn giản có việc gì đó để làm, dẫu việc đó chỉ có mất vài giờ đồng hồ. Và rồi ta lại trở lại với quỹ đạo của sự rảnh rỗi trước đó. Có những đêm ra mình trong phòng sáng tác, viết lách, tôi không nghĩ mình bận, hoặc có thể gọi là bận trong khoảnh khắc ấy thôi. Cha mẹ tôi đi làm suốt ngày. Về nhà, mẹ tôi còn phải lo bữa ăn cho gia đình. Còn cha tôi phải lo bên nội, bên ngoại, phải gồng vác nuôi lớn hai anh em tôi. Họ mới chính là những người bận rộn. Còn tôi chỉ cố gắng lấp đầy những khoảnh khắc vô nghĩa bằng những việc có ích, chứ không dám nhận là mình bận rộn. Tôi còn nhớ những ngày mà mình không phải làm việc gì. Thậm chí hiện tại cũng thế. Tôi thấy cuộc đời sao mà chán thế nhỉ. Rảnh rỗi còn chán chường vô vị hơn là bận tối mắt tối mũi suốt ngày. Bạn đang hoang mang không biết chọn nghề nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Bạn nhìn sang phòng bên cạnh, anh chàng ngồi trước màn hình laptop, đeo tai nghe, dán mắt vào trò chơi điện tử, bật nhảy tung tóe. Anh nhận một cú điện thoại là thằng bạn gọi. Anh buột miệng, tao đang bận rồi. Đang nghiện chơi game, đó cũng là một sự bận rộn. Trên đời này, có những thứ bận rộn rất dễ dàng. Chỉ cần buông một từ đơn giản là bận, thì cả thế giới sẽ nghĩ rằng bạn thật sự không có thời gian rảnh. Ta chỉ bận khi ta thực sự lấp trống thời gian của mình bằng những việc ý nghĩa liên tiếp. Ta viết lách thực sự, ta ôn thi thực sự. Ta nhận hai việc làm thêm vào cả sáng và cả tối. Về còn phải học bài, đó mới chính là những con người bận rộn. Và sự bận rộn ấy rơi vào khoảng thời gian nhất định. Có những người phải gồng gánh cả một công ty, phải chịu trách nhiệm cho hàng chục, hàng trăm nhân viên. Họ gần như giao phó sự bận rộn cho bản thân trong suốt thời gian dài. Và nhìn vào họ, ta biết rằng họ thực sự bận. Cứ than vãn mãi là mình bận, nhưng thật ra là đang quá rảnh vì không biết phải làm gì. Chính là quãng thời gian trông tranh và hoang mang nhất của tuổi trẻ. Người ta bận thực sự, rồi có khoảng thời gian rảnh rỗi sau đó còn có lý. Nhưng mình cứ rảnh hoài, rảnh về thể xác mà bận về con tim, tâm trí. Những tất bật nỗi lòng ấy
còn hại não hơn bất cứ một sự bận bịu nào. Và rồi ta lại chứng kiến có những người cũng bắt đầu tìm được những công việc ý nghĩa để làm, đọc một quyển sách, học tiếng Anh, xin một công việc làm thêm, rồi tập tành học thêm món mới. Có những người cần chút động lực để có thể bắt đầu, và họ cũng đã phải trải qua một vài cơn khủng hoảng. Họ cũng trải qua những khoảnh khắc mà cảm giác như là cái bệnh trầm cảm ấy có thể ngáng chân họ bất cứ lúc nào, để họ ngã xuống thật nhiều, rồi cho đến lúc họ cảm tưởng mình chẳng thể đứng lên được nữa. Cái nỗi bận lòng ấy khiến nhiều người chả buồn làm gì, và sự bận rộn này đã giết chết nhiều khoảnh khắc sống của con người. Nhưng cũng chính là cái sự bận rộn bắt buộc phải có để sự trưởng thành có thể lên ngôi. Có những lúc rảnh thật đấy, nhưng lại chẳng buồn làm gì. Viết cái gì đó thì mỗi lần viết lại phải suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất rất nhiều. Mỗi lần đọc, ta cũng chẳng thể tập trung. Bởi thế cuộc sống này cần sự cạnh tranh, cần kỷ luật, cần deadline, cần động lực đủ lớn, và cần nhất là sự tự kỷ luật để nhắc nhở chính mình. Mỗi lần buồn thật nhiều, nhưng không dám để mình buồn thật lâu, phải dốc mình đứng lên. Nhưng bất kể một sự trải nghiệm nào về cảm xúc, dù là đau hay sướng, buồn hay vui, đều thực sự là cần thiết, đặc biệt là với những người viết lách. Những kẻ muốn viết cho ai đó thì chính họ cần phải thông cảm và đặt bản thân mình vào người khác thì mới hy vọng có kẻ chịu lắng nghe được. Tôi vẫn còn nhớ lời khuyên của đạo diễn Timothy Linh Bùi: bạn phải trải nghiệm nhiều hơn nữa, bạn phải đi ra ngoài, yêu đương thật nhiều vào, trải nghiệm cảm giác chia tay đau khổ và đi du lịch nhiều. Những người kể chuyện giỏi nhất trên thế giới này chính là những người đi nhiều. Không ai có thể kể một câu chuyện hay nếu như cả đời chỉ ở trong phòng, không có trải nghiệm thực tế thì làm sao có thể viết về những thứ tuyệt vời, những con người thú vị được. Bạn có thể viết từ những gì mà bạn xem trên TV, nhưng đó không phải là trải nghiệm thực tế của bản thân bạn. Đó là những gì mà một người nghệ sĩ, một nhà văn phải trải qua và chịu một vài cảm giác bận lòng, cứ nghĩ có lúc muốn chết đi. Hôm nay có thể bạn bận lòng, nhưng đừng bận hoài như vậy. Hãy tìm một công việc gì đó, trải nghiệm một thứ gì đó mới hơn, để có thể bận rộn thật sự. Bởi khi có sự bận rộn thật sự ấy, bạn sẽ bận lòng theo một góc độ khác. Khi đó bạn sẽ có một trải nghiệm khác hẳn. Cuộc đời mà, nên tiếp xúc nhiều gam màu khác nhau khi còn trẻ, để có những câu chuyện thú vị cho riêng mình. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe và nhấn chiếc chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.